con cho bạn ăn đi. Đây, sợ chưa? Sợ chưa? Đây. Trời ơi. Này nhá. Đấy. Cái môi của em chia làm đôi này. Môi lạc đà chia làm đôi này. Con thấy không? Đấy. Trời ơi. Đây. Đấy. Con qua đây nào. Thôi bà không muốn cười nữa, thôi đi về nha. Đây. Hôm nay bà đưa bon đi tham quan, đi thăm các bạn thú ở chỗ thẩm. Đi chơi với chú không? Đi lên mà. Đây, đưa em bon đi tham quan. Tham quan đi thăm thấy bạn này. Con chào bạn đi con. Bạn chào. Hello. Con lên chơi với bạn nha. Cái này đâu có ăn được. Hả? Đây, đây này. Con lên đây chơi nha. Đâu, con lên đây không này. Đấy, lên lưng bạn chơi. Úi dồi. Đây, con cho bạn ăn đi. Đây, sợ chưa? Sợ chưa? Đây. Trời ơi. Này, con sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Hả? Con sợ chưa? Ôi, hết rồi. Hết rồi. Đây, hết rồi. Hết chưa rồi. Đi thôi. Bye bye bạn nha. Đi chơi với con ngựa đi này, đi. Vào thăm con ngựa nha. Làm gì đấy? Bon này. Đấy, người đẹp chưa? Hả? Nhìn nó người đẹp không? Đấy. Đấy, em người đẹp không Bon? Ừ. Trời. Thấy chưa? Ngựa đẹp không? Thì con Bon muốn cưỡi ngựa không? Hả? Ba cho Bon cưỡi ngựa nha. Hả? Ngựa ơi. Ui. Lại đây, đưa cái mặt lại đây. Đây. Ui. Con đi ăn lạc đà nhỉ. Bon nhỉ. Đây. Ăn lạc đà này. Đà nữa. Bon. Đây. Cái này. Đây. Đây, Bon này. Ui chụp. Đấy. Ôi, thấy chưa, em lạc đà đấy. Lạc đà này. Thấy không? Thế đó con. Hả? Con sợ không? Hả? Con tìm cái gì á? À, đây. Sợ chưa? Được bình chưa? Đây bon, nhìn này. Đấy. Em lạc đà dễ thương không? Bon lên cưỡi em lạc đà nha. Dạ Bon. Bon ui. Trời ơi. Này. Bon lên lưng em lạc đà chơi nha. Bon. Bon lên lưng em lạc đà chơi nha. Này. Ôi sợ hả? Bon sợ hả? Bon lên vai đi. Lên vai đi. Đấy. Leo lên. Con sợ hả? Đây, trời ơi. Ê cha. Trời ơi, ngoan quá nè. Để thấy không, anh lạc đà này. Cái môi chia làm đôi này Bon. Này, nhớ. Đấy. Cái môi của em chia làm đôi này. Môi lạc đà chia làm đôi này. Con thấy không? Đấy. Trời ơi. Đấy, thấy chưa? Em ăn mà cái này nè. Muốn lấy đồ ăn là lấy bằng hai cái này. Thôi, em lạc đà. Bon sợ chưa? Thôi, hai bố con mình đi vào đây thăm em chuột nha. Đi. Trời ơi. Chạy hết lên đây chơi rồi, đâu hết rồi.
con xuống này con chơi đi. Hoa đẹp không? Sim, đây là hoa sim. Thơm không? Con thấy thơm không? Đi, đi, hai bố con mình đi tiếp không? Hoa thơm không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đi chơi mà ngáp luôn kìa. Hoa thơm nhé. Đây, lên đây bà. Ừ. Đây bọn này đây làm lên lên lưng ngựa chơi, lên lưng ngựa chơi hả, bọn này lưng ngựa chơi này. Đây con qua đây nha hả. Trời sao vậy hả, sao vậy con sợ. Đấy lưng ngựa đẹp không? Đấy, ngựa đẹp chưa? Bọn lên đây đi, lên lên thử cưỡi ngựa đi. Người ta cưỡi ngựa nhiều lắm mà. Đấy. Bọn lên đây. Đấy. Mấy cừu thân thiện nghe chưa? Ôi trời 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 trời. Hôm ba này sao được? Đi. Mấy cừu thân thiện nha. Mấy cừu thân thiện nha. Trời ơi. Mấy cừu thân thiện chưa? Này. Vâng. Bon sợ thôi hai bố con mình đi nha. Em dễ thương quá mà. À, bon. Đi, con lên vai bạn nè. Tí nữa bà đưa bon đi chơi tiếp nha, đi cưỡi ngựa nha. Nha, con lên bạn đi. Con uống hả? Đây uống chưa? Uống rồi. Từ con đây đây bỏ đây này. Đây bỏ đây này. Này bỏ cái này vào đây. Đây bón út đi này. Này bón bón rồi. Này mút 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 đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ngon không? Đấy ngon không con?
Rồi nãy giờ đi chơi mệt quá mà. Muốn lên, muốn lên. Sao lại nhai? Ngon con. À, không muốn nữa hả? Trời ơi, từ từ con. Sao? Có gì? Ngồi trên bàn này cho nó mát này. Sao? Ôm ba hả? Muốn ôm ba như thế này hả? Thôi vậy con ngồi đây nha, bà uống miếng nước rồi. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Bắt tay em đi. Đấy. Chơi với em đi. Này, đấy, đi xuống xuống chơi với bạn đi. Đây. 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 Khỉ này đẹp lắm. Uống từ từ, mút mút từ từ đây. Uống từ từ, mút nhặn mạnh mạnh quá là nó sặc liền. Đúng rồi, uống từ từ vậy đó. Em đi sang đào điệu đi. Từ từ, sặc. Từ từ thôi. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Để cho mấy con gì nó sống thì nó cho rồi. Đấy, uống sữa rồi chưa kìa. Nhỏ. Mấy con to vậy không phần được. Đúng rồi, mấy con nhỏ. Mấy con to bắt đầu bị đau. Chăm sóc. Đúng rồi. Đông người quá con ngại. Con muốn ra đó chơi nữa hả? Đi ra chơi với anh Ngựa nha. Đi ra đó chơi một lúc nữa ha. Đi ra đó chơi một lúc nữa thì được. Chơi với anh Ngựa một lúc rồi đi về ha. Trời bạn.